Clip này em tiếp tục test cho bác để có sự so sánh các bác nhé, có sự so sánh. Vì là em sẽ test nhạc giống hệt luôn và chỉ có thay âm ly thôi. Thì báo cáo các bác là như đôi loa này thì em đã giới thiệu rồi, nói qua thôi. Đây là đôi loa JBL đến từ nước Mỹ, ở hàng Made in USA. Đôi loa này có model là 3310, có mức giá 4 triệu 8 nhé. Hàng Made in USA đấy ạ. Đấy, hàng Mỹ luôn. Đôi này kích thước chiều ngang 45, chiều cao 45. Chiều sâu một một đờ, chiều này là nó tầm 26 28, đằng này nó tầm 18. Đấy. Bát 20. Con này à, màng giấy gân thì đã được thay gân mút luôn nhá. Gân mút thì có cái ưu và nhược điểm là gì? Ưu điểm của nó là chất bát da rất là mềm, nhược điểm là nó không được bền lâu. Nhưng không bền lâu thì chắc nó phải được gần 2 năm và thay gân thì rất là rẻ bác ạ. Một đôi gân này các bác thay 200 nghìn hết đứt. Đấy, không không dám bao nhiêu, được chưa ạ? Còn clip trước là em đã có test con âm ly phía dưới. Cũng là hai con âm ly này, con ở dưới là có mức giá là 680.000, con trên này là 690.000. Hai con này đều có những chức năng giống nhau là gì? USB này, thẻ nhớ này, chạy Bluetooth này, có FM AM này. Có cổng cắm mic, đều có echo, vọng nhại, bát tép chỉnh như nhau. Và phía sau đều có cổng cắm 220V và cổng 12V để cắm trên xe ô tô, lắp trên xe ô tô. Đấy, ok chưa? Được chưa? Rất hay. Đặc biệt là trở kháng của cả hai con này đều 4 đến 16 ohm. Còn phía trên bây giờ con này này là 690.000, con dưới này là 680.000. Báo cáo các bác là hai cái giá đấy cũng không phải phân biệt nhau về chất lượng cái gì đâu, mà chỉ phân biệt để cho nó tránh các bác là đặt con nọ nhầm con kia. Ví dụ hai con 690 tất thì là không biết con nào gửi nhầm mất. Có khi bác lại lấy con này em lại gửi cho con này, nên là nó chỉ chênh nhau 10.000 để cho các bác dễ phân biệt. À, tôi lấy con này con kia để em giao hàng cho nó dễ thôi. Còn sau đây em Tuấn tiếp tục nhé, cũng phát nhạc không dây luôn nhé. Em phát nhạc không dây của Bluetooth này vào này. Đang phát nhạc qua điện thoại nên có tin nhắn là nó tự nhiên nó giảm. Hết vọng hết nhạc, đây là chế độ của các bác có thể dùng. Ví dụ như là lắp ở trên xe đi du lịch chẳng hạn, lắp trên xe ca xe khách mà đi du lịch thì các bác nhiều lúc là các bác hát karaoke thì bác để vọng. Còn khi mà để mình diễn đàn hoặc mình phát biểu hoặc mình giới thiệu những chương trình gì đấy thì mình tắt bớt cái chế độ echo đi. Đây để như này là mình nói nó cứ vọng quá để nghe nó vừa phải thôi. Hoặc là bác nào theo cái chế độ MC thì các bác nói liên tục thì còn được, chứ không mà để nó vọng quá thì không là hay. Đấy, để phát biểu thì nó nên để tròn vành rõ tiếng như này thì nó rất là dễ cho người nghe, và cái người nghe người ta không bị đau đầu. Còn khi hát thì bắt buộc phải cho echo lên để nó nện tai bác nhé.
Đấy, cho Echo lên lớn lên như đấy, bạn thấy không? Bác nào thích hát nhiều Echo thì bạn, mà thích thì ít và ít ít vì các bác. Cuộc đời không đẹp như mơ, yêu đương. À luôn, chất âm nó rất là dày, dày dặn luôn với đôi loa này. Để em test thử với chỗ bác thôi. Còn hát thì em hát rất nhiều trên Colombia này rồi. Và chính Colombia này, chính Colombia này em đã đánh cả đôi bát 2 bát 40 rồi đấy. Được chưa? Bác thấy rồi thì đúng không ạ?